Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông bà, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, ông Trần Chí Cường, ông Nguyễn Duy Minh, bà Nguyễn Thị Kim Thúy và ông Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Cùng dự buổi tiếp xúc tại điểm cầu thành phố có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã thông báo đến cử tri về nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp lần này dự kiến sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến 5 dự án luật và bàn thảo các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu tại hội trường, cử tri đề nghị Quốc hội cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề phòng chống COVID-19, nhất là tiêm vaccine cho toàn bộ người dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn động trong thời gian trước đây tại Đà Nẵng và tiếp tục tạo điều kiện cho thành phố thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đồng thời cần có chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn do dịch bệnh. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian đến Trung ương sẽ đưa ra lộ trình về thích ứng an toàn, trong đó tập trung vào bao phủ vaccine và kiên trì thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới từ tháng 12 năm nay, đảm bảo an dân, an sinh, an toàn trật tự xã hội, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, đảm bảo người dân được tiếp cận nhanh nhất với dịch vụ y tế ngay từ cơ sở. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, ngoài các biện pháp y tế, điều cần nhất vẫn là xây dựng được ý thức của mỗi người dân trong phòng chống dịch bệnh. Tất cả vaccine hay là thuốc thì đều không thể thay thế được một cái yêu cầu rất lớn, đó là chúng ta phải thực hiện nghiêm túc cái 5K và xây dựng được ý thức trong phòng chống dịch. Và như tôi vẫn nói, là chúng ta phải trở thành cái thói quen trong sinh hoạt, trong phòng chống dịch. Thì như vậy chúng ta mới gọi là thích ứng an toàn được. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cứ bằng lòng với những cái gì mà chúng ta đang có, rồi chúng ta vui mừng với những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không thành công được. Đối với các câu hỏi của cử tri về việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương cho Đà Nẵng, tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng khẳng định, hiện nay chính phủ đang làm rất quyết liệt để thực hiện phân cấp phân quyền cho từng bộ ngành địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để thực hiện hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết của Quốc hội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thông qua cái chủ trương để cho Ban sự đảng ủy ban chỉ đạo cái việc phân cấp phân quyền từ thành phố xuống đến quận huyện và quận huyện là phân cấp phân quyền cho đến cấp phường. Đây là một trong những cái nội dung cụ thể để chúng ta thực hiện cái nghị quyết 119 của Quốc hội. Tuy nhiên thì đây là những cái chính sách mà chúng ta đang bắt đầu triển khai nên là cái hiệu quả nó chưa nhìn thấy. Nhưng tôi tin rằng sau một thời gian thì chúng ta sẽ có cái hiệu quả được. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết thêm, đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương, thành phố sẽ thực hiện đầy đủ. Đồng thời hiện nay Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đang xây dựng những chính sách đặc thù khác để đảm bảo cho doanh nghiệp yên tâm tái sản xuất, đầu tư. Thành phố đã chủ động báo cáo với Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền về các khó khăn vướng mắc còn tồn động và đề xuất các giải pháp nhằm quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn trong chặng đường phát triển sắp tới của Đà Nẵng.